Những ngày này, người dân ở các làng hoa trên địa bàn tỉnh đang tất bật với việc chăm sóc, áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để hoa khoe sắc rực rỡ vào đúng dịp Tết, với mong muốn về một vụ hoa được mùa, được giá. Cánh đồng làng Thượng xã Tiên Du, huyện Phú Ninh đang dần được bao phủ bởi màu vàng của hoa cúc. Vụ hoa Tết này, do thời tiết thuận lợi, hoa cúc trồng từ 3 đến 4 tháng là được thu hoạch. Nhờ chịu khó chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh, mà ruộng hoa ra rất nhiều nụ, hứa hẹn cho ra những bông hoa đẹp phục vụ người dân đón Tết. Rồng với cái hoa cúc này á, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thời tiết. Nếu mà muốn hoa nở vào dịp Tết mà mình phải theo dõi thời tiết cho nó sát sao. Nên là được để mới lại cái cách chăm sóc để hoa nở đúng vào dịp Tết vừa đẹp vừa để phục vụ cho bà con. Làng hoa Thượng xã Tiên Du là một trong hai làng nghề hoa cây cảnh của huyện Phú Ninh. Sau 15 năm phát triển nghề trồng hoa, từ lúc chỉ có một vài hộ gia đình, đến nay toàn xã Tiên Du có trên 30 hộ tham gia làng nghề với diện tích hơn 2,5 hecta, chủ yếu là trồng hoa cúc. Nghề trồng hoa đã giúp nhiều gia đình có thu nhập khá. Chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con nhân dân là chăm sóc, là phòng trừ sâu bệnh và đặc biệt là để ý để mà tạo ra các cái sản phẩm, các cái loài hoa mà có cái màu sắc cũng như là chất lượng tốt nhất để phục vụ cho cái trong cái dịp Tết để đáp ứng cái nhu cầu thị trường. Và trong cái thời gian tới thì đối với lại làng hoa làng Thượng Tiên Du thì cần cũng phải mở rộng thêm cái diện tích để mà đáp ứng các cái nhu cầu của thị trường. Không khí xuân đang rộn ràng tại các làng trồng hoa, những bông hoa khoe sắc được người nông dân chăm chút tỉ mỉ, chuẩn bị được vận chuyển đi khắp muôn nơi, giúp tô điểm sắc xuân cho mỗi gia đình. Niềm vui của những người trồng hoa đơn giản chỉ là làm sao cho hoa được mùa, được giá, để mọi người đều được đón Tết sung túc đủ đầy.